Ở nhà tự nhiên thấy nó chán vắng rồi nó hơi mệt, cũng như là đi đám cái uống chừng hai lon bia cái thở không nổi, rồi cái qua đây khám kỳ đó có đi bên một lần cũng khoảng vừa hết dịch á, thì nói là cái có cái nổi hai cái một ulit gì á, nhưng mà xịt thuốc và teo, rồi kêu là phải nông tim mạch vành. Rồi tôi cứ nghĩ là tôi bị tim không à, mới vô qua đây thì đề nghị là chụp em ra tim. Thì chụp em ra tim vừa rồi bác sĩ nói cũng hơi hẹp mà cũng không có đến đổi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái ulit này nó bị lớn quá, phải mổ. Nó bị nghẹt, chứ nó làm như cái mắt cũng hơi mờ mờ rồi. Nó nổ hai một hạch bên hai lỗ tai nè. Cái lỗ tai này là nó bị không nghe khoảng chừng 70% đó. Còn lỗ tai này thì nó bị lù ù. Lâu lâu cũng nhức đầu, cái mình mua thuốc giảm đau mình uống thì nó hết. Nhưng mà cái ngạt mũi hầu như là nó không hết được. Nó khó thở lắm. Mà nhất là mình uống rượu vô thì nó lại càng khó thở lắm. Và qua đây thì qua bên tai mũi họng á, thì bác sĩ hồi nãy nói là chú bị cái cục khối u của lỗ mũi đó là phải mổ, chứ để lâu thì có thể mờ mắt hoặc là không thấy đường luôn, chứ điếc lên lỗ tai. Thì tôi hẹn đưa thuốc uống một tuần sau rồi tôi mới qua liên hệ qua để mổ. Trường hợp là bệnh nhân nam 56 tuổi, thường xuyên 2 năm nay là nghẹt mũi liên tục, mà uống thuốc điều trị ở các viện tuyến địa phương thì cũng không có thuyên giảm. Bệnh nhân thì có tự ý là mua cái thuốc xịt mũi để xịt vô mũi, mà chỉ trong vòng 2 cái năm nay thì bệnh nhân không có khám điều trị ở tuyến chuyên khoa. Khi mà bệnh nhân biết đến bệnh viện đa khoa quốc tế SGS Cần Thơ, nhân cái mong muốn là giải quyết được cái vấn đề nghẹt mũi cho bệnh nhân. Thì ở tại bệnh viện của chúng tôi thì qua nội soi thì thấy cái hình ảnh là một cái khối u làm bít tất hoàn toàn cái cửa mũi trước bên phải của bệnh nhân. Chúng tôi đã đưa ra cái hướng chẩn đoán là theo dõi một cái u nó xâm lấn vô cái qua cái mũi trước, xâm lấn với các son. Thì sau đó chúng tôi đã cho chụp CT cắt lớp vi tính hàm mặt, phát hiện cái khối u này nó to, nó làm tắc nghẽn tất cả các hệ thống son của bệnh nhân, gồm có son hàm, son sàn, son trán. Thì một cái khối u này nó đã bắt che kín hoàn toàn hốc mũi bên phải. Của hốc mũi bên trái thì bệnh nhân làm tắc cái khối u đó, làm tắc cái khe giữa bên trái. Sau khi thăm khám lâm sàng đầy đủ và cho các cái làm các kết quả xét nghiệm, thì chúng tôi đã lên dự kiến phẫu thuật cho cái bệnh nhân này. Vì thực ra một cái khối u mà chỉ dùng phương pháp điều trị nội khoa, rồi tự ý mua những loại thuốc xịt mũi thì không thể nào giải quyết được một khối u to như thế này. Nhưng mà vấn đề đặt ra, nếu chúng tôi mà dùng phương pháp phẫu thuật nội soi mũi son thì chúng tôi sẽ đi theo khối u đó, thì chúng tôi sẽ phải xác định một số mốc giải phẫu. Thì những cái mốc giải phẫu này nó đã bị đẩy lệch do khối u nó quá to, nó chèn là ép hết tất cả các son, không còn những mốc giải phẫu cơ bản mà của một con người thông thường nữa. Thì cái phẫu thuật nội soi mũi son thì tầm nhìn nó sẽ hạn chế khi mà có một cái cấu trúc bất thường về cái giải phẫu, cũng như là có cấu trúc mà nó xâm lấn. Như vậy thì từ những cái khó khăn và cái thách thức đối với cái trường hợp bệnh nhân này, thì chúng tôi đã nghĩ đến một cái phương tiện là cái hệ thống định vị trong lúc mổ. Thì sự kết hợp giữa cái phương pháp là phẫu thuật nội soi mũi son cộng với hệ thống định vị trong lúc mổ, chúng tôi đã đưa ra cái kế hoạch là cần đặt ra trong trường hợp này. Thứ nhất, nó sẽ giải quyết được vấn đề là trong cuộc mổ mình sẽ định vị được, mình sẽ cho phép là hình thành lập một cái bản đồ phẫu thuật, cho phép chính xác phân biệt đâu là cái khối u, đâu là cái mô lành, cũng như là đường đi dẫn đến chúng tôi là cái chân bám của khối u nó sẽ nằm ở đâu, nó lan rộng đến mức độ nào, những cái cấu trúc xung quanh lân cận nó đã xâm lấn tới mức độ nào, thì chúng tôi có thể giải quyết khối u đó, lấy chọn khối u đó một cách an toàn và hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Thì đây cũng là một trường hợp mà đầu tiên ở bệnh viện chúng tôi mà sự kết hợp giữa cái phẫu thuật nội soi mũi son cùng với cái hệ thống định vị trong lúc mổ. Đây là một phương pháp có thể làm mới so với cái chuyên ngành tai mũi họng, có sự kết hợp giữa hệ thống định vị về não kết hợp với phương pháp phẫu thuật nội soi mũi son, để từ đó giải quyết được cái vấn đề đặt ra cho bệnh nhân là một khối u to, giải quyết
an toàn, hiệu quả cho bệnh nhân, cũng như là tránh được những cái biến chứng nguy hiểm trong lúc phẫu thuật nội soi. Sau mổ thì bệnh nhân rất là cải thiện về cái mặt triệu chứng. Thứ nhất là bệnh nhân không còn nghẹt mũi liên tục nữa. Thứ hai là bệnh nhân đã không có đau đầu và phải sử dụng thuốc và điều trị thường xuyên, cũng như là phải can dùng thuốc xịt mũi một cách vừa bãi mà khi không có chỉ định của bác sĩ. Qua thông qua cái bệnh nhân này, chúng ta có thể thấy là đứng trước một cái triệu chứng mà nghẹt mũi liên tục có kèm theo đau đầu thì nên khám ở những nơi có tiếng chuyên khoa, có phương tiện máy móc hiện đại và có một cái phương pháp chẩn đoán chính xác đúng, cũng như là về phương pháp điều trị dùng những cái phương tiện mà có thể giúp đỡ cho bệnh nhân một cách hiệu quả nhất. Hồi xưa giờ tôi cứ nghĩ là như bị viêm mũi và da tràng đó, uống thuốc rồi nó cũng qua hết chứ mình đâu có ngờ mà nó bị giữ, bởi tôi không quan tâm tới nữa. Nói chung thì tôi cũng chơi gọi là cũng nhờ bác sĩ tư vấn rồi tôi hiểu về chị cho nó hết. Thì nói chung với cái kỹ thuật mà máy giờ thì nghe nói cái máy này ấy, tôi cũng không biết đau đớn gì, mổ người thấy cũng bình thường chứ nó cũng không gọi là nhiều khi hồi lúc đầu trước khi mổ là tôi sợ lắm, mà mổ qua rồi thì tôi thấy không gì. Nếu mình bệnh thì mình cần nên điều trị. Hãy theo dõi kênh YouTube Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ để theo dõi những video bổ ích về phòng ngừa đột quỵ.